Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người tham gia vào cái chiến dịch của Linivoja DeFi ở vòng thứ 2 nha các bạn. Thì hiện tại nó đã triển khai, đó là ở quay thứ 2 rồi. Thì quay 2 này nó sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, thì còn 7 ngày nữa nha. Còn 7 ngày nữa nó sẽ kết thúc. Thì trong tuần này thì tên tuần này đó là Bright and On-Ramp. Thì trong cái tuần này thì chúng ta cần phải tiếp tục đó là hoàn thành là các nhiệm vụ là Bright thôi các bạn nha. Tuy nhiên thì cái volume thì nó cao hơn một tí đối với tuần thứ nhất, ở với vòng thứ nhất đó. Thì trước khi đi vào hướng dẫn thì mình nhắc lại đó là đối với cái điểm Linivoja DeFi này thì anh em có thể là điểm danh hàng ngày nha. Anh em có thể là điểm danh hàng ngày để nó cộng thêm cái điểm XP vào cái chiến dịch này luôn cho các bạn nha. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn cần nên là điểm danh hàng ngày. Thì đối với điểm danh hàng ngày này thì các bạn cần phải là điểm danh liên tiếp nha. Các bạn cần phải là điểm danh liên tiếp trong vòng là bao nhiêu ngày gì đó nó cho đó. Thì các bạn nó sẽ cộng cái điểm XP thêm cho các bạn. Còn nếu mà các bạn mà điểm danh bỏ lỡ nha, ví dụ các bạn là điểm danh là trong vòng là liên tiếp là 2 ngày đi, mà ngày thứ 3 mà các bạn không điểm danh thì bắt buộc ngày thứ 4 các bạn cần phải điểm danh lại từ ngày thứ nhất đấy. Cho nên là bạn nào mà nhớ thì nhớ điểm danh hàng ngày nha. Thì về điểm danh hàng ngày thì các bạn chỉ cần vào cái link dưới phần mô tả video thôi, rồi các bạn nhấn vào chữ là Mark Your Trick này nha. Thì đây là các bạn điểm mà trong chiến dịch Linivoja của các bạn đấy, các bạn chỉ cần nhấn nút là Mark Your Trick. Thì điểm danh hàng ngày thì các bạn chỉ cần là trả lời câu hỏi thôi. Đó, các bạn nhấn nút là continue with này, rồi các bạn trả lời câu hỏi thôi. Thì về phần câu hỏi này, các bạn trả lời sai các bạn chọn câu hỏi, rồi các bạn nhấn nút submit. Nếu mà sai thì các bạn chọn lại thôi nha. Đấy. Nha. Ok, thì câu này là câu C này. Submit này. Đó. Đó, các bạn chỉ cần là điểm danh hàng ngày thôi. Đó, trong vòng 40 ngày liên tiếp thì các bạn sẽ nhận được thêm đó là 40 điểm XP. Đấy, thì ở đây nó có ngày này nha. Nếu mà các bạn điểm danh là liên tiếp là 5 ngày, các bạn sẽ nhận được thêm đó là 5 XP. Còn nếu mà các bạn điểm danh liên tiếp 10 ngày thì các bạn sẽ nhận được thêm là 10 XP. Và nếu mà các bạn điểm danh liên tiếp trong vòng 20 ngày, các bạn sẽ nhận được thêm là 20 XP. Còn điểm danh liên tiếp 40 ngày thì các bạn sẽ nhận được là 40 điểm XP. Đấy. Thì ví dụ các bạn là điểm danh trong 6, các bạn điểm danh liên tiếp là 6 ngày thì các bạn sẽ nhận được là 5 XP. Còn nếu mà qua ngày thứ 7 mà các bạn không điểm danh thì bắt buộc các bạn cần phải điểm danh lại cái ngày thứ nhất đó. Sơ qua như vậy thôi. Ok, thì đó là về việc điểm danh nha. Ok, tiếp theo đó là mình sẽ đi vào hướng dẫn mọi người tham gia ở quay thứ hai này. Thì quay thứ hai này cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần là bỏ vốn ra các bạn Bright rồi chịu lỗ ít phí Bright thôi các bạn nha. Thì hiện tại phí gas cũng khá là cao, cho nên là anh em là trong vòng thời hạn 7 ngày này anh em thấy phí gas nó giảm thì anh em cứ làm thôi. Đó. Ok, thì để tham gia thì các bạn vào lại cái đường link dưới phần mô tả video, rồi các bạn nhấn vào nút là quay 2. Này, các bạn kéo xuống bên dưới ở phần quay này, nó sẽ có quay 2. Là còn thời gian là 7 ngày. Đây này. Đó. Thì trong quay 2 này các bạn sẽ có, nó có tổng cộng đó là, các bạn nhấn vào. Thì trong quay 2 này các bạn sẽ thấy tổng cộng là 270 XP nha, 270 XP. Đó. Thì trong vòng thứ 2 này nó sẽ có một cái nhiệm vụ đó là Cortex. Thì Cortex là nhiệm vụ chính nha các bạn nha. Là nhiệm vụ chính là Cortex. Còn sau khi các bạn hoàn thành co task xong, cái nhiệm vụ co task này xong á, thì cái nhiệm vụ bonus task này nó mới mở ra cho các bạn làm. Đấy, thì trong cái vòng thứ hai này thì cái đối với cái nhu cầu của cái nhiệm vụ co task này, nó chỉ yêu cầu các bạn đó là buy trên 25 đô nha, bằng ETH từ bất kỳ mạng lưới nào thông qua cái mạng lưới Linea trên các cây cầu Bright mà banner với lại cái dự án Linea đó. Còn đối với cái nhiệm vụ bonus task này thì nó sẽ, cái nhiệm vụ đầu tiên đó là nó yêu cầu các bạn
sử dụng 5 cây cầu khác biệt, price trên 25 đô đấy. Và tiếp theo đó là volume, các bạn price là volume trên 500 đô thì các bạn sẽ hoàn thành, còn price nhiệm vụ trên 1.000 đô thì các bạn sẽ hoàn thành. Còn cái nhiệm vụ cuối cùng là 20 điểm XP thì cái nhiệm vụ này hình như là nhiệm vụ free sao các bạn nha. Thì chúng ta làm nhiệm vụ co task thì nó mới mở ra nhiệm vụ bonus task thì mới xem được. Nhiệm vụ co task này các bạn sẽ nhận được là 100 điểm XP. Tuy nhiên thì đây là cái nhiệm vụ chính nha, trong chiến dịch co task là nhiệm vụ chính đấy. Ok, thì để tham gia thì để làm thì các bạn chỉ cần là vào cái đường link dưới phần mô tả video, rồi các bạn nhấn vào cái phần là quay 2 này, Buy and On Ramp, bạn nhấn vào. Rồi sau đó các bạn kéo xuống bên dưới thì ở phần Getting Star này các bạn có thể là nhấn vào, các bạn đọc sơ qua thôi nha, ở đây không cần làm, các bạn nhấn vào rồi các bạn nhấn nút Next, các bạn đọc sơ qua thôi đó. Tiếp theo đó là nhiệm vụ co task. Thì đối với nhiệm vụ co task này thì các bạn nhấn vào, thì tiếp theo đó thì các bạn nhấn nút là Star đấy. Thì ở đây thì các bạn đọc sơ qua thôi đấy, các bạn đọc sơ qua thì đây là những cái cây cầu nối mà đã banner với là dự án, là đã hợp tác với cái dự án Lindy. Thì cái nhiệm vụ nó yêu cầu các bạn đó là sử dụng một trong số cây cầu nối này để buy ETH sang mạng lưới Lini. Thì ở đây mình sẽ lựa ra những cái cây cầu nối mà chưa ra mắt mã token, với lại là thông qua layer Zero để là chúng ta là tiện ích là sang là lấy TX với lại là volume trên layer Zero luôn nha. Đấy. Thì trong phần này thì đối với cây cầu nối đó là Interboss thì phí nó khá là cao, mình bỏ qua này, Meson bỏ qua luôn này, Cebrai, Rhino. Các bạn có thể cũng có thể là sử dụng Rhino, hình như là Rhino nó ra mắt token rồi sao ấy. Còn OmniBTC này thì khá là lắc luôn, bỏ qua luôn. Thì đây là cây cầu nối OWLTO này thì cây cầu nối khá là mới nha. Tiếp theo đó là Mini Bride. Mini Bride thì phí, Bride phí khá là rẻ luôn. Tiếp theo đó là Orbiter cũng khá là quen thuộc với các bạn rồi. Còn Layer Swap thì phí nó cũng khá là cao, nó khoảng là 2 mấy đô đấy. Tiếp theo đó là Stargate hoặc là Jumper Exchange. Đấy, ở đây mình sẽ lựa ra một số cầu nối thôi. Đấy, thì ở đầu tiên đó là cây cầu nối rẻ nhất. Thì cây cầu nối đây là cây cầu nối là Mini Bride này. Thì cái cầu nối Mini Bride này thì phí nó khá là rẻ luôn. Thì phí của nó khoảng đâu đó là 0.48 đô thôi, 0.00048 ETH nha, là phí của nó. Đấy. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ, các bạn lựa chọn ra một trong số những cái cây cầu này nha. Các bạn lựa ra những một trong số những cái cầu này, lựa ra một cây cầu rồi càng Bride thôi là xong. Đấy. Chứ không phải là Bright hết các cây cầu đâu các bạn. Ở đây mình sẽ lấy bạn nào muốn rẻ thì có thể là sử dụng cây cầu đó là Mini Bright này. Thì đối với cây cầu Mini Bright này các bạn có thể là Connect Wallet. Các bạn muốn Bright ETH. Sử dụng ETH nha. Đối với cái nhiệm vụ này là bắt buộc các bạn cần phải sử dụng là ETH để các bạn là Bright nha. Đấy. Thì ở đây we lấy ví dụ đi. Nếu mà các bạn đang có sẵn ETH trên mạng lưới Arbitrum thì các bạn chọn cho mình đó là Arbitrum. Đấy. Thì sau đó thì cái nhiệm vụ yêu cầu các bạn là trên 25 đô ETH. Thì trên 25 đô thì các bạn chỉ cần là điền lại số lượng thôi, 0.013 sao đó, 0.013 hình như là đâu đó trên 25 đô nha. 0.013 là, để mình tính xem, 13 là 26 đô nha. Đấy. Các bạn có thể là buy khoảng là 0.013 ETH. Đấy. Sang ở dưới thì các bạn chọn là mạng lưới Lini nhé, mạng nhận lại là mạng nhận Lini đấy. Còn tiếp theo đó thì nếu mà các bạn đang có sẵn ETH trên mạng lưới Optimism thì các bạn có thể là chọn mạng lưới Optimism đó, rồi các bạn buy sang Lini thôi. Hoặc là nếu mà các bạn đang có sẵn ETH ở trên Zcash Era, hoặc là đang có sẵn ETH trên mạng lưới 3C hoặc là mạng lưới Epsilon đấy, thì các bạn chọn mạng lưới đó rồi các bạn buy sang Lini thôi. Trên 0.013 là được nha, trên 26 đô là được. Đấy. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ đi, mình đang có sẵn ETH ở trên Epsilon thì đối với cây cầu Mini Bride này thì mình sẽ chọn là Epsilon đi. Đó, rồi các bạn điền lại số lượng ETH các bạn muốn Bride thôi, khoảng là 0.013 là trên 25 đô rồi. Sau đó thì các bạn nhấn nút send này nha. Đó, phí Bride từ hiện tại phí Bride trên cây cầu này thì nó dao động đâu đó khoảng là 0.00048 ETH
nha, đến 0,00056 ETH. Thì đối với cái số lượng này thì tính ra đâu đó khoảng là 0,00048 nha, thì phí đâu đó khoảng là 1 đô nha, phí đâu đó khoảng là 1 đô 56. Đó, phí nó dao động đâu đó khoảng là 0,95 đô cho đến là 1.1 đô nha. Đấy. Ok. Thì đây Brai mình sẽ Brai từ ETH, từ mạng lưới Ethereum nha. ETH này là 0,0013. 0,013 tương đương là 26 đô sang mạng lưới Lini. Ok, send này. Confirm này. Ok. Thì các bạn Brai mạng lưới nào thì trên ví MetaMask của các bạn chọn mạng lưới đó thôi nha. Các bạn chuyển sang mạng lưới đó các bạn Brai thôi. Đó. Thì phí nền tảng đâu đó khoảng là 0,0048 tương đương là 0,095 đô. Cộng với cái phí gas trên mạng lưới nữa là đâu đó khoảng là 0,05. Đấy. Xác nhận nè. Brai cây cầu nối này Brai khá là nhanh luôn các bạn. Các bạn Brai khoảng là 30 giây thôi thì ETH nó sẽ qua cho các bạn nha. Ok. Thì như vậy là mình đã Brai thành công. Cái mạng lưới của mình xác nhận trên mạng lưới nó xác nhận xong, xuất kết như thế này là các bạn đã Brai thành công. Đấy. Thì sau khi các bạn đã Brai thành công rồi thì các bạn có thể là quay trở lại cái nhiệm vụ đó các bạn verify thôi. Đó là xong. Hoặc là nếu mà các bạn thì đối với cái cầu nối mini Brai này thì nó cũng chưa ra mắt token, các bạn có thể là sử dụng. Hoặc là cái cầu nối Zumber này thì đối với cái cầu nối Zumber này nó cũng cái cầu nối Crosschain thôi thì nó cũng chưa ra mắt token, thì các bạn muốn sử dụng cái cầu nối nào thì các bạn sử dụng. Nếu mà các bạn muốn sử dụng cái cầu nối là Zumber Exchange này để các bạn Brai thì hiện tại thì nó chỉ hỗ trợ một số mạng lưới thôi, nó chưa những cái mạng lưới mới nó chưa có. Hiện tại cây Zumber Exchange này hỗ trợ mạng lưới là Arbitrum này, Optimism, Polygon, BSC, Zcashinera hoặc là BSC nha. Đấy. Thì tuy nhiên đối với những cái mạng lưới mà có volume thấp á thì nó sẽ không có bull. Cho nên là các bạn có thể là sử dụng cây cầu nối Zumber này. Thì đối với cây cầu nối Zumber này nó cũng hợp tác với lại là Layer Zero, cho nên là anh em có thể là chọn khi mà anh em Brai á, anh em có thể chọn Connect ví này. Rồi anh em có thể là chọn những cái bull mà thông qua Stargate á, để là anh em là nó có tiện ích cả hai luôn nha. Anh em có sẵn có TX ở trên là cây cầu nối Zumber với lại là có TX ở trên là Layer Zero luôn. Thì đây mình sẽ lấy ví dụ đối với cái cầu, bạn nào muốn sử dụng cái cầu nối Zumber này thì ở phần hoán đổi này, có nghĩa là swap đấy, thì các bạn đang có ETH ở mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó thôi. Ví dụ các bạn đang có ETH ở trên mạng lưới Arbitrum đi thì các bạn chọn là Arbitrum này nha. Sau đó token các bạn chọn token nha, đó là ETH đó, chọn ETH mạng lưới Arbitrum ETH đó. Còn đến có nghĩa là from, có nghĩa là mạng nhận lại, thì các bạn nhấn vào các bạn chọn cho mình đó là mạng lưới Lini thôi đó, mạng lưới Lini đó, chọn là chọn nhận lại, đó là nhận lại là ETH nha. Đấy. Còn về phần yêu cầu, có nghĩa là số lượng Brai ETH, thì nếu mà các bạn muốn làm nhiệm vụ thì ở đây nó yêu cầu các bạn là trên 25 đô, thì các bạn điền lại khoảng là trên 25 đô thôi. 25 đô là tương đương đâu đó khoảng là 0,013 ETH nha. Đấy. Thì sau đó thì các bạn đợi một tí để cho nó hiện cái bull ra. Đây, cái bull đây. Đó, thì phí này. Phí Brai từ Arbitrum sang Lini thì phí đâu đó khoảng là 0,1 đô thôi. Đó nha, thì thông qua cái cầu nối là Stargate. Đó, các bạn sẵn có TX ở trên Layer Zero, sẵn có TX với lại là volume trên cả Zumber luôn. Đó. Thì thời gian Brai đâu đó khoảng là 1 phút. Đấy, các bạn có thể nhấn vào các bạn xem thôi. Nha. Ok, thì phí nó trừ đâu đó khoảng ra này. Các bạn Brai từ mạng lưới, các bạn nhớ đọc kỹ nha. Đấy, các bạn nhận lại, các bạn Brai số lượng là 0,013. Tuy nhiên thì phí đâu đó nó trừ ra đâu đó thì ở bên Lini các bạn nhận lại đâu đó khoảng là 0,0115 thôi. Đó, Brai 26 đô mà các bạn chỉ nhận lại đó là 23 đô thôi. Đó,
cho nên là phí đâu đó nó trừ hết là 1 đô hoặc là cái buôn thanh khoản của nó quá thấp nha, cho nên là nó trừ một số ít. Đấy, thì các bạn muốn brand mạng lưới nào thì các bạn đang có sẵn ETH ra mạng lưới nào thì các bạn sử dụng mạng lưới đó, các bạn brand thôi. Đó, tiếp theo đó là về Stargate. Thì đối với cây cầu nối Stargate thì được phát triển bởi Layer Zero, thì Stargate thì quá quen thuộc với mọi người rồi nha. Thì đối với mọi người đang có ETH ở trên mạng lưới nào, nếu mà muốn sử dụng cây cầu nối Stargate này thì có thể là sử dụng thôi. Đó, thì phí trên Stargate hiện tại phí nó gas nó đang tăng khá là cao nha. Cho các bạn xem cái giá phí của nó hiện tại khá là cao. Thì các mạng lưới chuyển sang mạng lưới Linear này. Đây nè, từ Arbitrum sang Linear thì thấy phí đâu đó khoảng là gần 3 đô này, 2,448 đô này. Tiếp theo đó là Optimism sang Linear thì phí đâu đó khoảng là 2,3 đô này. Đó, từ mạng lưới 3C thì sang Linear thì đâu đó khoảng là 2,6 đô này. Đó, còn những mạng lưới khác thì hiện tại nó chưa để giá gas nha, nó đang bị lỗi gas hay sao á. Thì các bạn đợi phí gas nó giảm rồi các bạn làm thôi các bạn. Đó, bạn nào sử dụng muốn sử dụng ví dụ trên cầu nối Stargate thì mình nhắc lại, ví dụ các bạn đang có ETH trên Arbitrum thì các bạn chọn mạng lưới là Arbitrum này, rồi chọn token đó là ETH thôi nha. Đấy, còn ở dưới nhận lại thì các bạn chọn là mình nhận lại là mạng lưới Linear thôi. Đó, rồi các bạn muốn buy thì 0,013, thì 0,013 thì các bạn sau khi các bạn buy xong thì các bạn nhận lại được đâu đó khoảng là 0,0129, thì tương đương là trên 25 đô rồi. Thì phí đâu đó khoảng là 0,01 đô này, kèm với lại là phí cái nền tảng của nó này, đó là 0,001, đó tương đương đâu đó khoảng là 2, mấy đô đó, 2,5 đô đó. Thì tiếp theo đó là cây cầu nối. Thì đối với cây cầu nối này là cây cầu nối của OWLTO thì cũng khá là đơn giản. Thì cây cầu nối này nó khá là mắc, thì phí đâu đó khoảng 0,001 ETH các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái min price của nó là 0,003 nha. Thì đối với cây cầu nối OWLTO này nó cũng chưa ra mắt token, với lại là cây cầu nối Orbiter. Thì cây cầu nối Orbiter và lại là cả hai cây cầu nối OWLTO này, cái phí price nó cũng như nhau thôi. Thì phí đâu đó khoảng là 0,001 nha. Cái phí price trên hai cây cầu này là 0,001. Còn các phí khác thì nó có tính vào hay không thì mình cũng không rõ nữa. Thì cái cầu nối OWLTO này cũng đơn giản thôi, các bạn muốn buy từ mạng lưới nào sang mạng lưới Linear thì ở trên các bạn chọn mạng lưới đó thôi. Ví dụ các bạn đang có ETH ở trên Arbitrum đi thì các bạn chọn là Arbitrum đó, trên ví MetaMask của các bạn cũng chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum thôi đó nha, chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum. Còn ở dưới thì các bạn chọn cho mình đó là Linear thôi đấy, còn token Sen là các bạn chọn là ETH đó. Thì nó yêu cầu là buy trên 25 đô thì khoảng là 0,013 nha. Đấy, ở đây mình không có đủ ETH trên Arbitrum. Đấy, thì sau đó thì các bạn nhấn nút send thôi. Thì phí đâu đó phí 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 mặc định ở trên cây cầu nối OWLTO này là 0,001 nha. Đấy, 0,001 thì 0,001 tương đương là 2 đô đấy nha. Và hoặc là cây cầu nối Orbiter, cây cầu nối Orbiter thì phí nó cũng tương tự như là cây cầu nối OWLTO này thôi. Là phí mặc định của nó là phí mặc định của nền tảng là 0,001, là khoảng là 2 đô đó. Thì ở đây thì các bạn muốn sử dụng cái cầu nối Orbiter thì chọn Orbiter rồi chọn là ETH này. Các bạn muốn buy từ mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó thôi. Còn ở dưới nhận lại là các bạn chọn cho mình là mạng lưới Linear đó. Nè, thì đối với hai cây cầu nối này hiện tại nó đã hỗ trợ mạng lưới Starnet rồi. Hình như Starnet nó hỗ trợ rồi sao các bạn? Đây, nó có hỗ trợ Starnet này. Đó, Starnet các bạn buy, nếu mà các bạn muốn buy ETH từ mạng lưới Starnet sang mạng lưới Linear thì các bạn cần phải connect hai cái địa chỉ ví, đó là ví Arginate với lại là ví MetaMask của các bạn. Đấy, các bạn buy thôi. Và bên Orbiter Finance này cũng khá là quen thuộc với các bạn, cũng tương tự thôi. Tiếp theo đó là cái cầu nối là Rhino này. Bạn nào muốn sử dụng cái cầu nối Rhino này thì có thể là sử dụng. Để mình xem thử phí trên Rhino này nó có rẻ hay không nha. Để mình xem thử phí thử xem.
ETH này. Phí 0,0006, phí nó cũng khá là mắc đấy. Đó. Phí nó cao hơn cái cầu nối Mini Bride này luôn. Thì hiện tại cái cầu nối Mini Bride này là phí rẻ nhất rồi các bạn. Để mình xem thử mạng lưới Arbitrum thử xem. Bride từ Arbitrum sang thì phí hình như là nó cũng như vậy thôi. 1, phẩy mấy đô này. 0,0006 này. Ok, thì Bride các bạn muốn sử dụng cái cầu nối Rhino này thì các bạn sử dụng thôi, tùy các bạn thôi nha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là Bride sơ qua thôi. Thì ở trên Rhino các bạn nào muốn Bride thì đầu tiên đó là chọn token Bride là bắt buộc là ETH đó. Thì sau đó đây bên đây là số lượng ETH các bạn muốn Bride nha. Thì bên nghiệp vụ nó yêu cầu các bạn là 0,013 ETH thì ở trên 25 đô. Thì trên 25 đô thì các bạn khoảng là 0,013 đó, các bạn điền lại số lượng khoảng là 0,013. Còn ở dưới đây là mạng lưới nha, các bạn đang có ETH ở trên mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó thôi, các bạn nhấn vào rồi các bạn chọn thôi đó. Ở đây nó hỗ trợ cũng khá là nhiều mạng lưới này đấy. Thì tiếp theo đó là ở dưới đây thì các bạn chọn bắt buộc là chọn Linear rồi đấy, rồi sau đó thì các bạn nhấn nút là Bride thôi nha. Đấy, các bạn nhấn nút Review Bride này, rồi sau đó các bạn xác thực giao dịch ở trên ví thôi là xong nha. Đó, thì hiện tại mình đã sử dụng cái cầu nối Mini Bride rồi. Phải cho phí nó rẻ một tí, còn không thì các bạn đợi phí nó giảm, mai mốt phí nó giảm rồi các bạn làm thôi. Thì sau khi các bạn Bride xong thì các bạn quay trở lại với cái nhiệm vụ này nha, các bạn nhấn nút né thôi đấy. Thì ở phần này nếu mà cái nút Continue nó không hiện ra này, qua cái bước thứ ba mà cái nút Continue nó không sáng á, thì các bạn chỉ cần nhấn vào những cái logo banner, cái câu của nó nữa, các bạn chỉ cần nhấn vào một cái logo bất kỳ thôi nha, các bạn nhấn vào hả. Ví dụ các bạn đang vào Rai à, ở đây nó cho các bạn chọn, ví dụ mà các bạn đã Rai cái nào, ví dụ các bạn sử dụng cái cầu nối Mini Rai đi, sau khi các bạn sử dụng xong thì ở bên nhiệm vụ này các bạn cũng chọn vào nha, các bạn chọn vào cái logo của cái nhiệm vụ đó. Ví dụ mình đã Bride trên cây cầu nối là Mini Bride thì mình sẽ chọn logo là Mini Bride này đó, Mini Bride này đó. Sau đó thì các bạn nhấn nút Continue thôi đó. Thì ở đây mình đã Bride rồi cho nên là mình nhấn vào nút là Start Verification luôn đấy, rồi các bạn tích vào cái ô đồng ý với điều khoản này, mình đã Bride xong này đấy, rồi các bạn nhấn vào chữ là Process đó, rồi chờ đợi nó duyệt thôi. Thì đối với cái nhiệm vụ này thì nó sẽ duyệt trong vòng cho các bạn đó là khoảng là gần 1 tiếng nha, gần 1 tiếng thì nó sẽ duyệt cho các bạn đấy, các bạn đợi thôi, 1 tiếng sau thì cái nhiệm vụ này nó sẽ duyệt cho các bạn. Thì sau khi nó duyệt xong thì các bạn nhấn vào lại cái nhiệm vụ giúp mình nha. Sau khi nó duyệt xong á, thì nó cái nút Homelet nó sẽ hiện ra, thì các bạn chỉ cần nhấn vào thôi, rồi ở đây nó sẽ xuất hiện là cái nút Claim, thì nó sẽ xuất hiện cái nút Claim như thế này này đó, cái nút Claim Deploy á, các bạn nhấn vào chữ Claim thôi là xong nha. Đấy, cái nhiệm vụ nó Bride xong, nhiệm vụ nó duyệt xong thì cái nút Claim điểm boy này thì nó sẽ hiện ra cho các bạn, thì các bạn chỉ cần nhấn nút Claim điểm boy thôi. Thì cái nhiệm vụ co tát nhiệm vụ chính là 100 điểm boy, sau khi các bạn Claim xong thì nó sẽ cộng lên đây cho các bạn này đấy, nó sẽ cộng lên đây cho các bạn đấy, vào đây cho các bạn. Thì sau khi nó query xong thì cái nhiệm vụ bonus task này nó mới hiện ra cho các bạn, nó mới mở ra cho các bạn làm nha. Thì đối với nhiệm vụ bonus task này bạn nào muốn làm thì có thể làm, còn không thì có thể là bỏ qua. Thì đây là nhiệm vụ bonus thôi. Nhiệm vụ bonus thì nó sẽ có một số điểm XP riêng từng nhiệm vụ. Thì đối với cái nhiệm vụ đầu tiên đó là các bạn cần phải Bride ETH sử dụng 5 cây cầu nối khác nhau nha. Đối với nhiệm vụ bonus task này này là sử dụng 5 cây cầu nối khác nhau để các bạn đó là Bride đấy. Thì mỗi cây cầu nối khi mà các bạn Bride thì phải trên 25 đô đó, trên 25 đô ETH đấy. Thì mỗi 5 5 cây cầu nối là tương đương là mỗi cây cầu nối là 5 điểm XP, các bạn muốn làm thì có thể làm đấy. Thì cái nhiệm vụ này nó cũng tương tự như là cái nhiệm vụ co tát thôi, sau khi các bạn làm xong thì các bạn sử dụng cây cầu nối nào thì các bạn tích vào cái logo của cây cầu nối đó, rồi các bạn query nhiệm vụ thôi. Tiếp theo đó là Bride Volume. Tiếp theo nhiệm vụ bonus task là Bride Volume. Thì đối với cái nhiệm vụ này là Bride trên là 500 đô với lại là Bride 1.000 đô nha.
Thì đối với cái nhiệm vụ này, nếu mà các bạn muốn làm hai cái nhiệm vụ này luôn á, thì các bạn có thể là sử dụng một cây cầu nối bất kỳ banner với dự án các bạn vừa ra trên 1.000 đô là các bạn đã hoàn thành xong hai cái nhiệm vụ này đó. Ra chỉ cần ra một lệnh trên 1.000 đô thôi là cái nhiệm vụ là 500 đô này nó cũng sẽ tự động hoàn thành cho các bạn luôn. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái nhiệm vụ đó rồi các bạn nhấn nút verify thôi rồi đợi nó duyệt thôi. Còn cái nhiệm vụ cuối cùng hình như là cái nhiệm vụ review là follow nhiệm vụ free sao các bạn. Nhiệm vụ này có 20 điểm điểm BP luôn. Thì hiện tại nhiệm vụ mình chưa duyệt cho nên là mình không thể nhấn vào mình đọc được. Đó. Thì đối với cái nhiệm vụ bonus task này các bạn có thể là nhấn vào cái nhiệm vụ free này, các bạn xem thử là có free không rồi các bạn cứ làm điểm boy thôi nha. Đấy, cứ làm điểm hai cái nhiệm vụ này nó có 20 điểm XP lận. Còn đối với cái nhiệm vụ drive volume này bạn nào mà không có vốn thì có thể là bỏ qua nha. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ bonus thôi. Còn nhiệm vụ là sử dụng 5 cây cầu nối này bờ trên 25 đô, có nghĩa là mỗi cây cầu nối là phải bờ trên 25 đô từ bất kỳ mạng lưới nào sang mạng lưới Lini. Đấy, là 5 lần ấy, 5 lần 5 cây cầu nối. Phí nó cũng khá là nhiều đấy. Các bạn có thể là bỏ qua. Thì sau khi các bạn có thể sau khi làm xong thì các bạn đợi thôi, đợi nó duyệt thôi, đợi duyệt rồi các bạn cứ làm. Nha, nhấn vào nhiệm vụ bo nhiệm vụ co tát này các bạn cứ làm thôi. Còn ở phía trên đây ở phần do Rockset thì đây là trong là những cái nhiệm vụ mà các bạn đã hoàn thành nha. Đây là những cái nhiệm vụ mà các bạn đã hoàn thành và trong cái vòng 2 này là tổng có tổng có tổng cộng là 250 điểm XP. Đó. Khi mà các bạn claim bonus task xong thì ở trên đây nó sẽ hiện là 100 trên 270. Đó, là xong thôi. Ok, thì như vậy là cái video mình update và hướng cho mọi người tham gia vào cái vòng 2 của chiến dịch Lini Voyage DeFi. Thì đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.